Xin chào Minh Sù, xin hân hoan chào mừng quý vị và các bạn khán giả đang quay trở lại với chương trình Truy Tìm Cao Thủ, được phát sóng định kỳ vào lúc 19:15 ngày thứ tư hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Mùa 3 của chúng ta quay trở lại với những sự hấp dẫn hơn, với những người chơi mới hơn. Và để xem tuần này chúng ta có những khách mời nào nhé. Xin mời. Và đầu tiên hãy cùng làm quen với 4 nghệ sĩ ngày hôm nay. Xin được giới thiệu ca nhạc sĩ Bùi Công Nam. Xin chào anh. Chào mọi người. Vâng. Đó. Nhưng mà riêng về cái trình độ mà chơi mấy cái này á thì yes. Em lúc nào em còn là gọi là master rồi. Master. Ok, các bạn đáng gờm nha, đừng đùa nha. Đó là Bùi Công Nam, còn tiếp theo là một chàng trai có một cái giọng ca rất ngọt ngào, ấm áp. Xin được giới thiệu ca sĩ Phạm Đình Thái Ngân. Dạ, xin chào anh Minh Sâu và cũng như các bạn, các anh cùng chơi. Ừ. Và người tiếp theo là một chàng trai mà Minh Sâu nghĩ rằng là trong làng hài của chúng ta không thể không nhắc tên. Đó chính là Dương Thanh Vàng. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Thì ngày hôm nay Dương Thanh Vàng trở lại với Truy Tìm Cao Thủ mùa thứ 3. Thì đã rất là nhiều lần em có mặt ở đây rồi. Chưa lần nào trong cuộc chơi này mà em bóc trúng được những cái thẻ quyền năng cao thủ cả. Nhưng mùa nào em cũng bị nghi ngờ tình nghi là cao thủ. Lúc nào cũng bị loại đầu. Và hy vọng ngày hôm nay vẫn là chiến thuật cũ, vẫn là một lối chơi cũ, nhưng mà sẽ có những chuyển biến mới hơn. Và người tiếp theo, người cuối cùng ngày hôm nay sẽ đối đầu với ba chàng trai Dương Thanh Vàng, Phạm Đình Thái Ngân và Bùi Công Nam. Cũng là một chàng trai rất là đa tài, rap cũng giỏi, hát cũng hay, sáng tác cũng được. Và tất cả mọi tài năng này đã quy tụ về nhân vật Osad. Xin chào anh Minh Sù, chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Truy Tìm Cao Thủ. Hôm nay là lần đầu tiên em chơi show của mình luôn. Hy vọng là em sẽ không bị loại sớm quá, tại vì nếu mà loại sớm thì phải ngồi kia. Rồi, như Minh Sù đã chia sẻ nha, trên tay của Minh Sù có 4 thẻ. Cao Thủ, đây chính là nhân vật nguy hiểm nhất, là người biết đáp án cho tất cả mọi câu hỏi. Tuy nhiên, để che giấu thân phận thực sự của mình, họ có thể sử dụng chiến thuật trả lời sai để đánh lừa ba người chơi còn lại. Khi trả lời sai, họ cũng sẽ bị trừ 1/2 điểm số của câu hỏi đó. Người hoán đổi. Khi bắt đầu cuộc chơi, người hoán đổi chọn một người chơi bất kỳ trong ba người còn lại. Nếu người chơi này bị loại, người hoán đổi sẽ được chức năng của người chơi đó, kể cả chức năng cao thủ, chuyên gia dịch chuyển. Khi bắt đầu cuộc chơi, chuyên gia dịch chuyển sẽ chọn một người chơi bất kỳ trong số ba người chơi còn lại. Nếu người chơi này bị loại, thì người dịch chuyển sẽ được hưởng toàn bộ số điểm của người chơi đó. Số điểm của hai người chơi còn lại sẽ không bị ảnh hưởng. Phong tỏa. Khi bị loại, số điểm của người này không bị chia đều cho những người chơi còn lại, mà sẽ được bảo lưu để so sánh điểm với những người chơi còn tồn tại đến vòng cuối cùng. Với cao thủ, nếu có thể tồn tại được đến vòng cuối cùng thì sẽ được cộng thêm 100 điểm vào quỹ điểm của mình. Trừ cao thủ, ba nhân vật còn lại chỉ được sử dụng quyền năng của mình một lần duy nhất theo chiến thuật của mình để nâng cao số điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm nhé. Ok, dành cho người chơi mới bốc thăm. Ô xét ơi, bây giờ giống như cái việc là hên xui may rủi thôi. Mình bốc cái nào thì mình sẽ hóa thân thành nhân vật đó. Bình tĩnh khoan hẳn xem. Dương Thanh Vàng tiếp tục nào. Rồi bây giờ hai anh em ở đây, anh đứng giữa. Rồi, kêu dừng lại thì anh dừng. Dương. Rồi. Sao kêu dừng sớm vậy? Rồi ok, số phận của mình rồi nha. Xem tuần tự từng người một nha. Rồi, bây giờ Bùi Công Nam, em dạ. Hãy xem trước và đặc biệt những người còn lại xem thái độ của Nam nha. Hả? Người ta chưa diễn luôn á Ngân. Em sẽ lừa được nhiều người lắm đây. Yes, có chức năng. Tiếp, Phạm Đình Thái Ngân. Buồn. Thất vọng. Buồn. Thất vọng. Bây giờ em sẽ dùng quyền năng của em để em loại mọi người. Rồi. Quyền năng của mình là gì? Mở xem nè. Đọc lên cho mọi người coi luôn. Lần này nha. Em lên ghế đầu tiên nữa. Chết thật rồi. Cái nét diễn không hề giả trân. Để coi ô sát có thoải mái hơn không. Em ơi, mình đọc chữ được chứ hả? Có cận không? Dạ, em đọc rõ lắm ạ. Xong ạ, rõ ràng nhá. Rồi, thời gian mà các bạn trải nghiệm bắt đầu. Minh Sù sẽ được dành tặng một cái món quà khởi động đầu tiên cho 4 người chơi. Mỗi người nhận được 50 điểm. Wow. Yeah. Quý vị thân mến, nếu như những ai đã từng theo dõi chương trình, yêu thương chương trình cũng biết đây là một game show. Bên cạnh cái việc phán đoán ai là cao thủ thì chúng ta vẫn sẽ có những câu hỏi rất là thú vị dành cho 4 người chơi. Hãy cùng theo dõi cùng với chúng tôi ở vòng thi đấu đầu tiên được mang tên Do Tìm Sứ Mệnh.